luôn những câu hỏi nếu còn cho những cái bài hôm qua đầu luôn ha, thì các chuyên gia ở đây sẽ giải đáp cho chúng ta, và sau đó thì chúng ta sẽ chia nhóm ra để chúng ta thực hành. Tại vì em nghĩ là nói lý thuyết ngày hôm qua giờ chúng ta nghe lý thuyết hết rồi, thì chúng ta phải được thực hành, và thực hành thì chúng ta phải là bệnh nhân ha, thì chúng ta phải trải nghiệm thì chúng ta mới hiểu được. Vậy thì em có đề xuất là chúng ta có thể xíu nữa chúng ta sẽ coi lại cái số lượng ở đây, nhưng mà em có đề xuất là 5 nhóm. Nếu như hôm qua thì báo là ngày hôm nay có 100 người, em chia làm là 5 nhóm, một nhóm 20 người. Đó là đầu tiên là thực hành hệ thống giảm áp cùng với bác sĩ Đậu của Hải Minh, vì là bên công ty Hải Minh thì bác sĩ Đậu là một người cực kỳ có kinh nghiệm liên sử dụng cái thiết bị này. Rồi thứ hai là trải nghiệm hệ thống thực tế ảo phản hồi sinh học VRRS cùng cử nhân thủy của bên em. Và cái thứ ba là trải nghiệm đánh giá thăng bằng và tập luyện thăng bằng trên hệ thống alpha và gamma. Và cái thứ tư là tham quan mô hình daycare và ngôn ngữ trị liệu cùng của bệnh viện 19. Và thứ năm là trải nghiệm và thực hành máy electron. Thì các cái thiết bị này có một số thiết bị thì không nằm trong cái chương trình hội thảo ngày hôm nay, tuy nhiên em thấy rất có giá trị trong thực hành. Và thì em tạm thời chia như vậy, rồi tí nữa chúng ta sẽ thống nhất nhau là chúng ta nên như thế nào. Tại vì chia càng nhỏ nhóm thì chúng ta càng thực hành được, nó sẽ nắm bắt được nó sẽ tốt hơn. Vâng ạ. Và bây giờ thì em vào cái bài của, chia sẻ của em ngày hôm nay ạ. Mời các bạn cho cái bài lên thì mình. Thì như hôm qua em nói á, thì phục hồi chức năng là một cái lĩnh vực rất là mới, cho nên là cái việc mà có những cái mô hình, những cái phác đồ chuẩn này, những cái mô hình bài bản thì thực ra thì vẫn đang tìm kiếm. Mọi người vẫn nói rằng là mô hình của phục hồi chức năng hiện nay là phục hồi chức năng đầu tiên là tại viện, tại trung tâm. Thứ hai là tại các cơ sở hay là vệ tinh. Và thứ ba là tại cộng đồng. Tuy nhiên, để cụ thể hóa nó ra, em thì em đang hiểu cái đó là chủ trương. Vậy thì bây giờ detail ra, cụ thể hóa nó ra như thế nào? Thì nó đang rất là mới luôn. Và như bản thân em luôn trăn trở làm thế nào để mà cụ thể hóa ra. Ở tại viện thì làm thế nào? Ở tại viện thì chúng ta thực hiện như thế nào? Cho nó bài bản, chứ không phải là mình cứ ngồi đợi bệnh nhân tới, có bệnh nhân nào điều trị bệnh nhân đó thì nó sẽ không ok. Vì phục hồi chức năng là một lĩnh vực cực kỳ rộng, đúng không ạ? Gọi là tất cả các đối tượng đều có thể phục hồi chức năng, từ em bé mới sinh đến người trưởng thành, đến khi sinh nở, sinh sản, đến khi trưởng thành, đến về già, đều là phục hồi chức năng hết. Và trong bốn cấu phần của chăm sóc sức khỏe toàn diện á, nó có nâng cao sức khỏe này, phòng bệnh này, điều trị và phục hồi chức năng. Như vậy là phục hồi chức năng là một nhánh trong bốn cấu phần chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tuy nhiên, cái cấu phần nâng cao sức khỏe thì có phục hồi chức năng tham gia không ạ? Vẫn có. Phòng bệnh phục hồi chức năng có tham gia không ạ? Vẫn có tiếp. Điều trị hiện nay giờ chúng ta đang thực hiện cái vai trò điều trị, chứ không phải là hỗ trợ nữa. Thế là chúng ta cũng tham gia vào điều trị. Còn một nhánh của phục hồi chức năng rất lớn nữa thì nó còn dư địa rất nhiều mà chúng ta chưa khai thác được. Mà chúng ta chưa khai thác được như vậy thì cần đòi hỏi chúng ta cần phải nâng cao cái năng lực bản thân cũng như là trau dồi kỹ năng để chúng ta có thể phát triển cao hơn nữa cái ngành này của chúng ta. Vâng ạ, xin welcome bạn Trâm, đó là giám đốc bệnh viện TTH ở Hà Tĩnh cũng tham dự với chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời bạn. Rồi em tiếp tục. Thì cái bài của em, em muốn cái này là trong cái khung ICF thì em có đưa ra một cái định nghĩa như thế này. Tại vì sao mà em đưa ra cái định nghĩa như thế này? Tại vì nếu như chúng ta sử dụng cái định nghĩa cũ á, là phục hồi chức năng là bao gồm các cái ngành gì đó theo cái tổ chức y tế thế giới đưa ra, thì mình nghe như vậy xong á thì mình không biết làm thế nào. Đó, nó phải là bao gồm các biện pháp y học này, rồi kinh tế này, giáo dục này, ABC, mình hiểu. Đó thì cái phục hồi chức năng nó phải bao gồm như vậy. Tuy nhiên á, để riêng cho lĩnh vực mình thôi, mình cần làm gì thì mình không có định nghĩa để làm, mà mình không có quy chuẩn để làm. Thì ở trên đây, cái định nghĩa phục hồi chức năng là tập hợp các biện pháp can thiệp được thiết kế tối ưu hóa chức năng và giảm thiểu tình trạng khuyết tật ở những người có vấn đề sức khỏe trong tương tác với môi trường sống. Đó là cái dịch ra từ cái khung ICF. Thế thì
Nó có hai vấn đề lớn trong cái định nghĩa này, đó là các vấn đề về sức khỏe và thứ hai là các biện pháp can thiệp như thế nào, đúng không ạ? Đó. Những câu mà em chấm hỏi thì xíu nữa chúng ta sẽ đi vào thảo luận nè, chứ còn không phải là cái gì đó là em đưa ra là em nói đúng, vì em thấy em tìm hiểu và em thì hay đưa ra những cái gì mà nó thực sự detail, thực sự chi tiết thì em mới biết làm, cho nên đó thì em có cái ý kiến như vậy thôi chứ cũng chưa gọi là cái chuẩn mực nào cả, nên là xíu nữa thì các anh chị có thể cho em cái góp ý. Thì theo cái ICF luôn thì người ta đưa ra cái vấn đề sức khỏe thì nó dựa vào một cái mô hình như thế này là mô hình sinh học tâm lý xã hội đó, thì đó là nó có cái biopsychosocial model luôn, và chúng ta lấy cái từ đó chúng ta tìm cái từ khóa luôn, nó ra cái bài liên quan cái này cực kỳ hay. Nó đưa ra một cái mô hình gọi là mô hình sinh học tâm lý, thì từ cái mô hình tâm lý sinh học tâm lý xã hội này thì cái khung ICF các anh chị nào mà học khung ICF rồi thì cũng sẽ biết được là mô hình sinh học thì nó sẽ liên quan dưới là cấu trúc chức năng của cơ thể mình, về các cái chức năng hay nói lên là liên quan cơ thể. Cái thứ hai là về hoạt động ha, action, về hoạt động thì nó liên quan hai cái, một là nhận thức, hai là cảm cảm xúc, và cái cuối cùng là phải là phục hồi chức năng. Thì nói gì nói cho cuối cùng là người ta phải sống tốt, sống khỏe, sống thoải mái, sống bình yên với cộng đồng thì mới là thành công công cái phục hồi chức năng. Còn nếu như chúng ta chỉ là một cái khúc nào đó thôi thì nó sẽ không thành công. Vậy thì phục hồi chức năng, nếu như chúng ta mới tập trung một cái sinh học thôi, là chúng ta tập trung vào chức năng thôi, thì nó thiếu hai cái phần còn lại. Đó, thì em nghĩ là cái khung ICF thì hiện nay là nó đang tổng hòa và nó đang toàn diện. Rồi, vậy thì bây giờ vấn đề sức khỏe là gì? Có một cái quyển sách là Câu chuyện cơ thể người, thì cái này là nói về tiến hóa này, sức khỏe và bệnh tật. Cái cuốn này cực kỳ hay luôn các anh chị, rất hay luôn. Lúc mà em được giới thiệu đọc cuốn này thì em đọc ngấu nghiến luôn và cực kỳ hay, nên các anh chị về đọc đi sẽ thấy được là nó, cái tác giả đưa ra nó rất là chi tiết và nó có rất nhiều cái kiến thức để chúng ta áp dụng vào. Trong khi trong cái bài ngày hôm nay thì em cũng không có nhiều thời gian để mà chia sẻ, thì em chỉ nói sơ bộ cái cuốn này nó có những cái điểm nổi bật. Thứ nhất là người ta nói về vấn đề chuyển tiếp dịch tễ. Chuyển tiếp dịch tễ nghĩa là ngày trước đây chúng ta, con người chúng ta đứng thẳng được như này thì chúng ta cũng chuyển tiếp dịch tễ từ từ linh trưởng lên. Thế thì người ta sẽ giải thích cho mình biết là tại sao mình có cơ thể đứng thẳng như thế này, nó có những gì khác biệt, và cái khi chuyển tiếp như vậy thì cái gì chúng ta lại làm tốt hơn những cái gì chúng ta đang lùi lại đó, và nó rất là nhiều cái khác nữa. Và nó có nói đến một cái khái niệm là các bệnh bất tương hợp, dùng từ bất tương hợp bắt đầu em không có nghĩ ra được, nhưng sau quá đọc nhiều và quá quá làm thì mới phát hiện ra như này. Nghĩa là các anh chị thấy các loại thú đặc biệt là thịt đó, thì nó vận động rất nhiều nên nó cứ nhảy từ cành này qua cành kia, nhảy khắp nơi. Còn mình á tiết hóa ngồi rồi cái mình lại ít vận động, không ai tự nhiên ra đường này không được, vì là mình cần phải làm việc mình cái này kia, nên dần dần tự nhiên mình lại ít vận động hơn, ít vận động hơn, cái gọi là giao ít vận động hơn, và nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là bất tương hợp đó. Đúng ra là chúng ta tiến hóa lên phải hoạt động tăng hơn đúng không, nhưng mà chúng ta lại hoạt động chậm hơn. Chính vì vậy nó sẽ xảy ra rất là nhiều các bệnh khác bệnh. Và hiện nay tại sao cứ xã hội càng phát triển, xã hội càng phát triển thì những cái bệnh đó càng ngày càng nhiều. Đó là các cái bệnh gì? Về chuyển hóa, đúng không ạ? Đó, càng ít vận động thì càng xảy ra. Đó. Và những cái bệnh lý mà đau lưng, đau cổ, đau lưng, mình nghĩ rằng á, là do chúng ta chỉ hoạt động nặng mới bị. Nhưng trên thực tế nó ngược lại hoàn toàn. Đó là gì? Do ngồi phòng, văn phòng, những bệnh lý văn phòng, ngồi nhiều, không vận động nó mới gây ra, chứ không phải là do người vận động. Ngày trước đây làm gì có những cái bệnh như vậy đúng không? Rồi ngày trước đây làm gì có những bệnh stress về tinh thần? Đó, do cái tình trạng bất hợp này xảy ra. Và nó có một cái gọi là, nó có một cái là thái độ đối với bệnh ấy. Thái độ đối với bệnh hiện nay cũng mâu thuẫn luôn. Ai cũng sợ bệnh, đúng không ạ? Không ai không sợ bệnh. Nhưng người ta không nghĩ đó là phải ngăn chặn, không nghĩ đó là phải ngăn chặn, mà cứ nghĩ là có bệnh đi điều trị thôi. Và ai bây giờ tất cả mọi người đi vào bệnh viện đều nghĩ rằng là thôi đừng có làm quen bệnh viện làm gì, đừng có làm quen bác sĩ làm gì, vì gặp bác sĩ là có bệnh thôi.
Nhưng mọi người không tư duy rằng là tới bệnh viện, tới các bác sĩ để cắt. Cho nên là cái thái độ của mình đó, với là người khác. Cho nên thì mình cần phải thay đổi cái thái độ, và thái độ ngăn chặn là cái việc rất là quan trọng. Và ngày hôm qua thì các cái thiết bị mà của các thầy này, các cái giải pháp các thầy ngày hôm qua cũng là một cái biện pháp ngăn chặn, chứ không phải là để điều trị đâu. Ngăn chặn mới là quan trọng. Rồi, vậy thì có một câu ở trong quyển sách em rất là thích, đó là chúng ta không tiến hóa để khỏe mạnh. Chúng ta không tiến hóa để khỏe mạnh vì chúng ta tiến hóa lên các bạn. Các anh chị thấy đó, đúng ra là y học càng ngày càng phát triển, chúng ta càng ngày càng tiến hóa lên đúng không? Thì chúng ta phải càng ngày càng khỏe hơn, ngày càng ít bệnh tật hơn. Đó là điều, đó là nếu nó đúng theo cái luật tiến hóa. Nhưng hiện nay không phải như vậy. Hiện nay như đúng không ạ? Chúng ta phải tự chọn cái phương pháp, tự chọn cách sống để chúng ta khỏe mạnh. Khi những cái đó thì em nghĩ là cần phải truyền thông ra, rộng rãi ra để cho nhiều người dân được biết. Rồi, vậy thì phục hồi chức năng. Vậy thì có phải có thể do em làm ngành lĩnh vực phục hồi chức năng nên em thấy rằng em ưu ái hơn cho phục hồi chức năng, nên em mới đưa ra một cái đó là phục hồi chức năng chính là cách để mà chúng ta chủ động một cách sống mạnh khỏe. Đó, thì các anh chị tí nữa, nếu như ở đây mà có những bác sĩ nội khoa, ngoại khoa có thể phản biện lại để chúng ta có thể xem từ cái cách nghĩ của mình như thế nào. Ha? Phục hồi chức năng một là một cách để chúng ta sống mạnh khỏe. Vì sao? Vì cái điều mà lúc nãy em đã nói rồi đó, trong bốn cấu phần chăm sóc sức khỏe toàn diện thì phục hồi chức năng đều gì ạ? Đều có mặt và đều tham gia được hết. Chính vì vậy em đưa ra câu này thì không biết là có ưu ái ngành mình hơn hay không. Vâng ạ. Và phục hồi chức năng thì làm những cái gì? Thứ nhất, vận động thể chất. Chúng ta phải tăng cường vận động thể chất, đúng không? Cho nên vì sao mà cái giải pháp điện của ông ngày hôm qua tôi cảm thấy cực kỳ thích luôn, nghe mà rất rất thích luôn. Là vì sao? Những người ở ICU, những người chạy thận nhân tạo hồi nào giờ chẳng ai quan tâm đến họ phải tập như thế nào. Mà em ở bệnh viện đây em đi giải thích cho mọi người là phải tập luyện cũng cực kỳ khó khăn luôn. Người ta không hiểu, các người không hiểu tại sao phải vận động. Rồi đặc biệt là những người mà bị viêm phổi này, những người bị COPD này vào viện cần phải tập. Mọi người cứ nghĩ tập là một cái gì đó nó rất là to tát và ủa tôi mệt thế chết thì còn tập cái gì? Hả? Nhưng mà không tập thì không bao giờ hết mệt, phải tập nó mới hết mệt được. Thế thì ngày hôm qua cái máy của ông đưa ra để tập cho những cái người ở ICU, những người ở thận nhân tạo chưa biết hiệu quả như thế nào, nhưng ít nhất cũng giữ được cái khối lượng cơ, vì mình sợ nhất là mất khối lượng cơ, đúng không ạ? Và hạn chế tối đa cái việc mất protein qua đường tiểu, đúng không? Thế thì ít nhất nó cũng giữ được đã, chưa biết nó có tăng cơ hay không, nhưng ít nhất nó phải giữ cái đã, đừng có để nó mất cái đã rồi để mình còn tập tiếp đó. Thế thì cái vận động thể chất là quan rất là quan trọng. Thế phục hồi chức năng tham gia vào lĩnh vực gì nữa? Chăm sóc sức khỏe tinh thần. Chúng ta là những cái nhà mà gọi là tâm lý hoàn hảo, chứ không phải là đưa bác sĩ tâm lý vào. Vì sao? Chính tôi nói các kỹ thuật viên chính là nhà tâm lý của bệnh nhân luôn. Thực ra các cái lĩnh vực khác á, thì người ta là làm cho bệnh nhân, còn thực ra chúng ta là không làm gì cho bệnh nhân cả, mà chúng ta phải truyền động lực, giải thích cho bệnh nhân, rồi phải là làm sao cho họ tin tưởng mình. Mục tiêu cuối cùng của những nhà phục hồi chức năng chỉ là làm cho bệnh nhân tin tưởng mình, cộng đồng tin tưởng mình và làm theo mình thôi. Còn họ phải là người làm chứ mình không làm, đúng không ạ? Chúng ta không thể thay bệnh nhân tập được, chúng ta không thể thay bệnh nhân vui vẻ được, đúng không? Cho nên chúng ta chỉ là giúp cho người ta để người ta làm mà thôi. Cho nên lý do vì sao mà ở khoa phục hồi chức năng bệnh viện 199 tụi em có cái câu hãy là bác sĩ chính mình. Họ bệnh nhân chính là bác sĩ của chính họ, và chúng em chỉ là người huấn luyện cho họ trở thành bác sĩ của họ trong lĩnh vực bệnh của họ mà thôi. Đó. Thứ ba là vấn đề hô hấp. Vấn đề hô hấp là một cái vấn đề mà không ai để ý trơn á. Không, là vì mọi người đang nghĩ đến ăn thôi, nhưng mà mình thở có đủ hay không? Các chị có thấy là mình làm nhiều khi mình làm một ngày mệt mỏi nha. Mình ngồi không, nhưng mà về mình mỏi rã rời toàn thân, mỏi cơ bắp nữa.
Mỏi cơ bắp là một dấu hiệu của cái việc thiếu oxy. Ngáp, các anh chị có thấy mình hay bị ngáp không? Nếu như khi mình mệt mỏi chính là mình thiếu oxy. Nhưng mà chúng ta không quan tâm, chúng ta không để ý. Ha? Nên là tập thở thì chỉ nghĩ đến một cái chuyện là ai có vấn đề về hô hấp với tập thở. Nhưng thực ra nếu thử hỏi tất cả các anh chị ngồi đây mà các chị không thở liệu còn sống không ạ? Đúng không ạ? Em cũng chia sẻ này, cái việc tập thở nó rất rất là quan trọng luôn. Quan trọng ở chỗ nào? Nó giúp cho chúng ta có nội lực. Sau cái giọng của em nói thì hôm qua các anh nào đã nói em là bị từ khi nào? Thì em cũng chia sẻ này, em bị là hạt xơ dây thanh. Xong em lại bị thêm một cái bệnh là 3 giờ đô. Xong rồi á, là em phải điều trị 3 giờ đô. Thì nó lại bị suy giáp. Mà suy giáp thì nó rất dễ bị tích tụ mỡ. Thì nó cũng làm cho cái bệnh hạt xơ dây thanh nó càng nặng hơn nữa. Nói không ra tiếng. À, thế thì cái xong rồi á, thì là mới mổ cái hạt xơ dây thanh vì hạt xơ dây thanh nó quá lớn. Thì sau khi mà mổ hạt xơ dây thanh á, thì bác sĩ thương quá. Đáng lẽ là mổ thẳng như đi thôi. Hoặc lẹm miếng. Thế là cái dây thanh nó không khép lại được. Giờ mà hát giọng cao. Ngày xưa mà hát giọng cao. Ré gì quá. Chắc là con này nói to quá thôi. Hẹn nó miếng để nói nhỏ lại. Đó. Thế thì. Thế nên là lúc mà mổ xong nha. Em không nói ra tiếng luôn các anh chị. Nói tiếng gió thôi. Kiểu như vậy. Nhưng mà em phải tập thở. Phải tập thở. Có cái dụng cụ ở khoa phục hồi chức năng, nó có cái phòng phục hồi chức năng hô hấp, nó có một cái dụng cụ tập thở, em phải mua cái dụng cụ đó về. Chính vì em khi em tập cái đó rồi em mới đưa cái đó về bệnh viện đây này, phải thổi thổi để nó có cái lực. Và đặc biệt em là huấn luyện viên yoga nữa, em phải cần em tập rất nhiều về cơ lõi và tập thở. Dần dần tiếng nó sẽ có nội lực dần, nó nội lực dần, chứ không thôi là em là cái người mà phải nói liên tục mà giờ không được nói coi như là giống như là chết đến nơi rồi. Em phải tập. Đó. Thế thì cái việc mà tập vấn đề hô hấp là cực kỳ quan trọng. Quan trọng lắm luôn trong cái việc mà mình tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Rồi một vấn đề cuối cùng đó là vấn đề dinh dưỡng. Cho nên nếu mà phục hồi chức năng chúng ta mà không để ý hết tất cả những cái này thì bản thân em cho rằng là chúng ta chưa có những cái giải pháp hoàn hảo cho bệnh nhân. Rồi. Tiếp tục. Răng móng đi được nữa em này. Em ơi, help me. Chạy chạy cho chị cái. Đó, cho nên chúng ta cần phải để ý toàn diện và phục hồi chức năng phải cung cấp những cái giải pháp toàn diện như vậy. Thì mình phải, ý em nói này, mình phải là người trung tâm. Mình phải là người trung tâm và team xung quanh. Ở nước ngoài á, bây giờ ở đây các anh chị như anh Việt rồi đây này, các anh chị mà đang thực hiện cái mô hình IC á, thì nó là cái phục hồi chức năng đa ngành á. Phục hồi chức năng đa ngành nó là như này đó, nó phải là cái người bác sĩ phục hồi chức năng sẽ là trưởng team, còn xung quanh là rất cái chuyên ngành, nhiều chuyên ngành khác nữa cùng chăm sóc cho một bệnh nhân đó, cùng chăm sóc cho một mô hình bệnh tật đó. Chúng ta cái đó mới là cái phát triển của tương lai. Đúng không ạ? Rồi, vậy thì hồi nãy giờ em đang nói về vấn đề sức khỏe. Cái định nghĩa em có hai vấn đề đúng không? Một là vấn đề sức khỏe và hai là cái biện pháp can thiệp. Vậy thì từ những vấn đề sức khỏe như vậy thì chúng ta sẽ ra những cái biện pháp can thiệp. Thì em chia như thế này. Em chia theo cái chuỗi giá trị các trạng thái. Thì đầu tiên có thể nói là trạng thái bất động. Trạng thái bất động. Ví dụ ở đây thì em hay giảng cho nhân viên em á, nhưng em cũng không biết đúng sai và em rất cần các anh chị góp ý thêm này. Em nói đối tượng của phục hồi chức năng chăm sóc á, chỉ có hai đối tượng thôi. Một đối tượng thứ nhất là đau. Và đối tượng thứ hai đầu tiên em nói liệt, nhưng mà em sợ mọi người nhầm. Nhầm có nghĩa là liệt cứ nghĩ là liệt thần kinh rồi liệt liệt cái gì đó. Nhưng thực ra đối tượng thứ hai là đối tượng giảm vận động. Giảm vận động ví dụ này. ICU cũng giảm vận động nè, thận nhân tạo cũng giảm vận động nè, sau mổ cũng giảm vận động nè, đúng không? Liệt bị tai biến cũng giảm vận động nè, tất cả chỉ có hai đối tượng thôi. Em tìm đối tượng thứ ba chưa thấy. Thế thì cái khi mà họ vào với chúng ta nếu giai đoạn cấp thì họ sẽ trong tình trạng là bất động, tùy mức độ nha. Thế thì giai đoạn này là giai đoạn thụ động, mình cung cấp cho họ những cái giải pháp thụ động. Xong rồi mình phải chuyển dần sang
mình chuyển từ thụ động qua chủ động thì bằng cách là cử động nhẹ này, vận động này ha, rồi mình mới chuyển qua chủ động hoàn toàn, đó là hoạt động. Thì tương ứng với mấy ô dưới á, đã bất động là đưa vào cái vật lý trị liệu, tất cả những phương thức vật lý trị liệu là đưa vào để mà áp dụng cho bệnh nhân. Thứ hai, qua cái giai đoạn gọi là cử động nhẹ vận động thì nó gồm có vận động trị liệu này, lao động trị liệu này, thể dục trị liệu này, MTT. MTT là Medical Training Therapy, là cái phương pháp gọi là huấn luyện y tế, giống như cái giải pháp mà cái gì đó robot dán đi, đó là huấn luyện về y tế đó, và nhiều cái huấn luyện khác nữa. Ví dụ mình hay làm đó là gì, mình hay làm đó là huấn luyện cho bệnh nhân thay đổi thói quen, nhưng mà mình á là không huấn luyện mà mình chỉ nhắc thôi, về là phải ngồi thẳng lưng này, về là không được bưng vật nặng này, về là phải thế này phải thế kia này, mình hay nói như vậy đúng không? Nhưng đó là speak, đó là nói thôi, còn mình phải training. Training thì phải hướng dẫn cho họ để họ hiểu đúng. Có những em đang vô đứng như thế này, đứng như thế này, ha, họ đứng như thế này, xong á em chỉnh lại cho họ đứng thẳng, cái nó bảo em này, à, em chỉ cần bảo nó vươn ngực kìa thôi, đứng thẳng thôi. Chị xem thấy là em bị ngã ngửa ra sau. Còn có em á mà ai mà hay đi sàn catwalk, hay đứng kiểu như này, xong mình chỉnh lại vì nó đau lưng mãi, điều trị mãi không được. Em chỉnh lại đứng này, chị xem thấy em như bị gù. Đó là vì cái mô hình bệnh tật, mà cái mô gọi là vòng xoắn bệnh lý mất cân bằng cơ á, mà ai đã học trong cái học cùng chuyên gia thì em đã chia sẻ, mà ngày hôm nay em không có thời gian để nói. Thì cái não mình nó sẽ ghi nhận cái mẫu vận động bất thường đó, nên mình phải huấn luyện lại cho họ, chứ không phải chỉ là nói không, phải huấn luyện. Rồi qua cái hoạt động đó là ADL là cái đầu tiên. Nói thì nói chứ mình phải, cho dù bất kỳ đối tượng nào thì phải tự chăm sóc bản thân mình. Những cái hoạt động hàng ngày của mình là họ phải làm được thì họ mới cảm thấy là tự tin. Còn cái gì họ bị phụ thuộc hết thì họ sẽ cảm thấy mất tự tin và họ trở nên bị trầm cảm lo âu. Rồi cái tiếp theo là mới là lao động. Chăm sóc mình đã chứ, rồi lao động. Lao động nó ví dụ như làm việc trong nhà cũng là lao động nha. Nấu ăn được cũng là lao động, giặt được một cái đồ, rồi phơi đồ lên cũng là lao động. Đó là cái lĩnh vực hoạt động trị liệu. Rồi tiếp theo là mới là thể dục thể thao. Đó, thể dục thể thao hoạt động nâng là đó là hoạt động nâng cao, thể dục thể thao là hoạt động nâng cao rồi, phối hợp với tất cả các động tác rồi. Đó, còn một cái tinh thần nâng cao đó là giải trí trị liệu. Ha, mà ở bệnh viện Nguyễn Chính là các bạn làm giải trí trị liệu hơi bị tốt. Rồi đó, thế thì phục hồi chức năng, em tóm lại một câu đó là để đảm bảo được cái cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Đó, thì cái phục hồi chức năng nếu như chúng ta làm được như này thì nó mới đạt được cái kết quả. Rồi thế thì em chia sẻ một chút xíu liên quan đến các cái hình thức phục vụ dịch vụ tại bệnh viện 199. Thì đầu tiên là phục hồi chức năng tại viện. Tại viện đây này là các anh chị xuống xem rồi đó, nó sẽ phục vụ cho những cái trường hợp cấp ban cấp ha. Đấy, thì tụi em vẫn chia ra một cái bộ phận là thụ động, đó là cái khu điện á. Em nói chung là khu điện là toàn bộ các máy điện sẽ tập trung vào đó, và bệnh nhân phải làm gì hết á, cứ nằm lên rồi kỹ thuật viên chạy điện chạy đồ thôi. Đó. Rồi một cái bước thứ hai là bắt đầu chuyển dần cho cử động và vận động lên, thì có thể là những cái bài tập nhẹ nhàng cũng là vận động rồi, hoặc là những cái bài tập mà trợ giúp. Đó, hoặc là những bài tập thụ động cũng là vận động nha. Rồi nhưng mà cứ phải tiến dần để là lên một cái hoạt động thực thụ và quay lại với hòa nhập với cộng đồng. Thì tại bệnh viện 19 này là chưa triển khai được khu hoạt động ngoài trời, cái khu mà để người ta phải ra đó người ta hoạt động, là người nào có nghề nào thì nó phải được tập luyện trước khi họ về không, thì vẫn chưa có. Nhưng em có nghe là bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng của Bình Định á là có làm, cho nên là ngày 24 tới em rất muốn vào đó để mà tham quan cái mô hình là như vậy đó. Thì hiện nay ở bệnh viện 199 mới làm được đến cái giai đoạn là cấp và ban cấp thôi, còn nếu như mà để trở lại hòa nhập với cộng đồng thì chưa được hoàn hảo. Cái dịch vụ thứ hai là dịch vụ bán trú, đó là điều trị trong ngày. Bệnh nhân buổi sáng sẽ được đưa tới bệnh viện và sau điều trị trong một ngày và về. Thì nó gồm nhiều đối tượng. Đối tượng thứ nhất là người già. Người già tới thì
đón này, chăm sóc này, ăn uống này, tắm rửa này, đọc thơ, đọc truyện này, rồi các hoạt động ABC tuần mới rất là nhiều. Đó, rồi xong buổi tối đi về. Còn những cái người khác là có những người lên tới massage thôi này, rồi về. Có những người khác là tới mổ trong ngày, về. Đó, ví dụ như vậy là cái hoạt động trong ngày. Rồi cái phục hồi chức năng ngoại trú. Ngoại trú thì bệnh nhân họ cứ ở nhà, họ lên đây họ tập xong.